Xin kính chào toàn thể quý vị. Trước mặt quý vị đây là ngôi nhà trong tương lai. Từ giờ đến sát Tết bắt đầu em sẽ về nhà mới. Thì cũng quay qua để anh em bạn bè, anh chị em, cô dì chú bác họ hàng cùng xem. Đây nhá, hôm nay là ngày 18-19 tháng 6 này. Rồi em quay lên, quay cho toàn thể quý vị xem. Với diện tích khá là lớn nhé, mặt trước là 4 triệu 4 mét rưỡi và chiều sâu là 16 mét rưỡi. Chiều sâu từ đây vào sau kìa. Thì đây là cái không gian ở phòng khách này, từ chỗ này hất về sau là phòng ngủ. Đấy, chỗ này là cửa đi lại bây giờ thôi, sau là sẽ cửa sổ. Đấy, tiếp theo đây nữa thì là cầu thang và nơi để chứa những cái đồ, ví dụ tủ quần áo gì đấy dưới tầng 1, và các đồ như là liên quan đến nhà bếp linh tinh ấy. Đấy, cầu thang nó sẽ chạy này. Đấy, còn lên trên khá là rộng, chỗ này một ô thoáng này để nhìn sang nhà hàng xóm. Đây là cửa sổ. Đấy, ở đây chúng ta sẽ đi được một cái hành lang nhé, không được lớn lắm nhưng mà đủ đi, do là đất đây nó hơi hạn hẹp tí. Đây là khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh. Đấy. Nhà tắm, nhà vệ sinh trong đây chưa có gì, khá là rối âm nhỉ. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi sang gian bếp. Gian bếp thì là rộng nhất ở khu vực tầng 1. Sau khi lên tầng 2 tiếp tục quay phần 2 nữa. Đây là gian phòng bếp. Chỗ này chúng ta có một cái cửa sổ rất là lớn để có một view nhìn ra chỗ này, gọi là ngoài vườn. Đằng sau này nữa thì sau khi nhà cửa xong hết thì khu vực ở từ mép về kìa đến dọc chỗ này sẽ được san lấp mặt bằng và tô nè lên nó được gần bằng hoặc cao hơn như này một tí để làm nán và sửa. Sau đó tầm 4 năm sau thì sẽ quy đổi thành dãy nhà trọ. Chỗ này thì xây khéo chúng ta được 4 đến 5 phòng. Khéo thì được 4 đến 5 phòng. Và sẽ có một cái gara sửa chữa xe máy cơ động ở đây. Cùng với ngoài này nữa. Cái này quay sau. Đây nhá, đây là tổng thể khu gian bếp này. Gian bếp có một cửa sổ nữa, gọi là cửa sổ hành lang. Đấy. Chỗ này thì là mấy cái tủ để bát đĩa, rồi là bàn ghế. Chỗ này sẽ đặt bàn ghế đồ ăn. Chỗ này thì sẽ là cái kiểu là chỗ bếp ấy. Đấy, bếp đây, bồn rửa bát đây, các cái đây. Đấy, nói chung là khá là rộng. Rộng nhất là gian bếp này. Ở đằng sau gian bếp thì có một cái cửa sổ và cửa chính để đi ra đằng sau. Có một thêm cửa sổ lớn nữa. Đấy. Cái này thì nó hơi hạn chế một tí nhá. Hơi hạn chế tí thì định làm một cái cửa sổ đây nhưng mà sát bên nhà hàng xóm thì không làm được. Bỏ. Đấy. Chúng ta sẽ đi ra đằng sau nhá. Đằng sau thì còn khá là rộng luôn. Đấy. Khá là rộng luôn, rộng thênh thang luôn. Đây, quý vị cùng xem. Đây là vẫn thuộc đất nhà mình nhá. Chỗ này thì sau là sẽ quay từ góc này đến đây này, thành một cái nán trại. Sau là sẽ là nơi để xe máy. Chỗ này này sẽ để xe máy, ở đây là dưới là bể phốt này. Chỗ này sau là sẽ để xe máy và các đồ linh tinh ngoài này. Đấy. Sau này thì xây hết rồi thì làm cái chỗ này là thành một cái không gian kín. Từ đây dọc về sau nó sẽ, một là xây tường kè lên, hai là bắn tôn, ba là sẽ thương lượng với hàng xóm để mua nốt lại đến đống đất này, nếu như mình có điều kiện. Còn không điều kiện thì thôi, có bao nhiêu thì ở bấy nhiêu. Không được rộng lắm như này là khá là hợp lý. Đây là nhà tắm, nhà vệ sinh cũ này, dọc tường luôn. Đấy, chỗ này khu vực vườn đằng sau rất là rộng, thao hồ. Chỗ này sau mà bốc không họ được đâu nữa, tiền nữa là em sẽ quay lại thành một cái khu kiểu khu xưởng.
Đấy, để sau là làm xưởng sản xuất ở đây, đăng ký thương hiệu, đăng ký giấy tờ kinh doanh, thành lập công ty. Chỗ này thì là đường đi sang trước, từ đằng trước nhìn vào thì là chỗ này nó hơi bị chéo. Cái này là do là đất ngày xưa là mua của xã nên là nó như thế. Năm 2001 nó như này. Đấy nhá. Mua từ 2001. Chỗ này đến đây nó khoảng 1 mét. Khoảng 1 mét. Chỗ này thì đủ để một người một xe máy đi qua. Đủ một người một xe máy đi qua. Sau đó thì mình sẽ quay lại, sau này là xưởng ngon lành rồi thì sẽ chuyển hết tất cả đồ phòng thí nghiệm âm thanh về hết khu vực đằng sau này. Sau này làm phòng thí nghiệm âm thanh thôi. JBL sound lab. Đấy, sẽ quy hoạch hết từ góc này. Đấy. Để làm phòng thí nghiệm âm thanh. Trong kia là sẽ có một cái máy CNC. Đấy, góc bên này là khu vực bản mộc để vào cục. Đấy, sơn trà bạ các cái thì nó sẽ ngoài này. Nói chung là nếu mà quy hoạch này thì tốn cơ số tiền đấy. Nên là anh em, anh chị em, bạn bè, cô dì, chú bác hoặc người thân có điều kiện thì này tiếp tục cho bốc họ nhá. Còn không có thì thôi nhá. Đây nằm, đây, tổng quan mặt sau này. Đây thì em sẽ đi lại đằng trước nhá. Đấy. Chỗ này thì rộng nhất này, từ mép đây đến đây này, rộng nhất. Chỗ này thì sau là sẽ là có một cái kiểu như là kê mấy cái bàn ghế ở đây này. Chiều chiều ra đây ngồi hóng mát, gió đầy mát lắm. Rộng thỉnh thang luôn, đây là bắt trước này. Ừ. Ok, video đến đây là tạm thời xin phép được kết thúc nhé. Đấy. Quay tổng quan để người thân, anh chị em, bạn bè, cô dì, chú bác, họ hàng xem được cái video này. Để xem là tình hình xây nhà đến đâu rồi. Đấy. Tập này thì em đang ế việc rồi. Nên là anh chị em, bạn bè mà có việc là cứ cho em xin việc với nhá. Đấy. Em còn một ít video nhà cũ thôi mà chắc là sẽ soạn kịch bản lên sau. Đấy, khi nào lên tầng 2 em tiếp tục quay phần 2 cho toàn thể quý vị. Kính chào toàn thể quý vị.